Giới thiệu mọi người, đây là van sản phẩm Harris, van giảm áp Harris 845-10-R. Đây là van đơn 1 đồng hồ. Áp điều chỉnh của nó là 13. Và sử dụng cho khí gạ công. Đây. Đi kèm nó sẽ bao gồm một cái coupler đuôi chuột. Đây là model trên thân hộp. Chị và các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với website trên màn hình hoặc truy cập vào www.amphainc.vn hoặc thiết bị kỹ thuật.vn. Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn.